Này thích Bắc Hà xù trắng không ạ? Mời mọi người cùng ngắm đàn chó con Bắc Hà xù trắng. Bố mẹ, bố chó bản, mẹ chó bản đời 1. Đàn này thì được 5 con, 4 con cái và 1 con đực. Rất là nhanh cún. Đây, một con đực duy nhất là con này. Đấy, đây này, được đây. Đấy. Nào ra đây, xoa tí nào. Đấy, còn lại là 4 con cái và hai em cọc này là hai em cọc vàng. Hai em cọc vàng này là lớn lên là sẽ đều là màu vàng cháy hết. Đây là hai con cọc con của con cáo chủ động ra gần chủ đây. Rồi, chào em, thôi ra chơi với chúng nó đi. Mẹ của hai con này là một cái con cọc cái rất là đẹp, hoàn toàn có thể đi chứng nhận giống được, nhưng mà mình chưa cho đi. Cái mặt của nó di chuyển rất mạnh. Cái lông thì ăn theo lông bố, mặt ăn theo mặt mẹ. Lông này là lớn lên là sẽ vàng cháy đây này. Xem nào, có đốm lưỡi không? Thôi ra chơi với nhau đi. Hai con cái rất là nhanh, nhìn đều nhau. Đợt này thì chó toàn chó đẹp mà giá thì lại mềm. Ai mà nuôi được đợt này thì liên hệ, đón cún về mà nuôi. Đấy, ra quân chủ đó. Rồi mấy đứa ra chơi với nhau đi. Hai con cọc cái này thì nó lên tai gần như nó lên hết rồi. Chắc độ 4-5 hôm nữa là nó sẽ lên hết cả hai tai thẳng thôi. Còn một tí đầu tai thôi. Mặt rất nét. Bắc Hà thì trắng muốt hết một loạt. Quá xinh luôn. Lông dày. Đó. Bắc Hà này thì cũng có thể đón về nuôi luôn được rồi. To hơn con chó bắt ở trên bản rồi đấy. Chó con mà bắt ở trên bản thì nó còn bé hơn như thế này. Rồi em ra kia chơi với chúng nó đi. Bọn này là tầm này là cứ cơm lẫn với lại hạt đảo với chibi mà cho ăn. Chào em xinh tươi, xin chào. Mắt gọi là mắt đen lung linh đâu luôn, sắc tố cực kỳ tốt luôn, miễn bàn. Rồi ra kể cả bọn Bắc Hà, kể cả bọn cọc, mắt nó đều rất là đen. Rồi. Trong loạn Bắc Hà thì có một con cái là nhìn cái mặt của nó hơi vàng vàng. Đây này, con này mặt nó hơi vàng vàng này, nhưng mà đây là cái lông đệm của nó thôi. Lớn lên tí nữa là chắc là nó sẽ ra trắng hết thôi. Còn nếu không thì nó thật là con bạch cẩu vàng đầu đấy. Đây, đó đấy. Nhưng mà nó là cái theo cái kinh nghiệm của mình thì nó là cái lớp lông đệm thôi của con chó con thôi. Lớn lên là nó sẽ thành cái đầu trắng như là thân nó thôi. Quay lại đây, ra chỗ đấy cỏ cao quá còn chưa cắt được. Nó ra đây cho nó đứng hóng rồi. Xinh à? Cọc này dáng người hoàn hảo luôn. cọc tịt, một con cọc tịt, một con cọc thỏ. Đây, con này thỏ. Hai con này lớn lên đều sẽ vàng. Trích ra đây chơi với lại chủ à? Ra chơi với chúng nó đi. Đó, còn đấy là con thỏ một tí. Con kia là cọc tịt. Bắc Hà này thì đến tầm này là bắt đầu đuôi vắt trên lưng hết rồi. Đấy. Bắc Hà là đàn này là lông sẽ đẹp. Lông đều. Có một con anh hùng núp ở sau gốc chuối rồi, nhấc nó ra đây. Một thanh niên này toàn tìm chỗ núp thôi, một cái. Đấy, lại chuồn đấy. Không muốn động chạm nô đùa với bọn kia, nó làm phiền. Cho nên con đấy nó béo tốt hơn một tí, nó to hơn một tí. Đấy, lại núp ra một góc ngồi. Nhìn rất xinh. Em đấy rất là xinh đấy. Đây này. Đấy. Núp một chỗ. Đấy. Ra đây chơi với chỗ này, ra đây ngồi một mình à? Đấy, tự kỷ à? Đấy. Ra núp ngồi một mình, không chơi với lại bọn này, không nói chúng nó làm phiền. Đấy. Chân dung một con ở trong đàn là nó cái độ độc lập của nó cao, nó thích một mình, không thích chơi cùng với bọn khác. Đây, còn đây là con mà mặt vàng đây. Mặt vàng này theo như kinh nghiệm của mình là lớn lên là nó sẽ trắng thôi. Đây nó bây giờ cho con nó là cái lớp lông đệm của nó, không phải là cái lông ở bên phủ bên ngoài. Lông phủ bên ngoài thì chờ nó lớn lên tí nó thay lông thì biết. Rất xinh luôn. Rồi, chào anh em. Cọc ra chơi, ra ôm chân chủ. Em ra đây. Núp vào đấy làm gì? Ra đây. Đây này, con này là nó không phải là... Con này như thế này là nó không phải là theo kiểu nó nhát đâu nhá. Nếu mà nó nhát đấy, ôm mà người con chó như thế nó kêu dãy rời đấy. Đây là ôm mà nó rất là yên. Đây là tính của nó là nó thích theo kiểu độc lập, không thích bọn khác làm phiền, theo kiểu vậy. Đấy, lại chuồn. Núp muốn vào chuồng đấy. Những con mà tính nó nhát đây là sợ mà nó là nó kêu dãy rời đi cơ. Xin chào. Đó, bọn này thì bọn cọc với này Bắc Hà là đều là đón luôn nữa rồi. Nào, há miệng anh xem nào. Em này đốm lưỡi. Đó. Đây này. Thực ra cái đốm lưỡi hay không đốm lưỡi với theo cái kinh nghiệm của mình mà mình nuôi chó nó không liên quan đến cái việc nó khôn hay không khôn đâu. Chẳng đốm lưỡi nó cũng khôn. Chả liên quan. Rồi, con đấy, xem hai con cọc thôi. Con này thì không đốm. Có đốm, một đốm, một chấm. Này đốm nhiều hơn. Con cọc thỏ này đốm nhiều hơn. Mấy em Bắc Hà này là hậu duệ của con đực bản mới, hậu duệ của con lau, hậu duệ của kinh thì phải chờ đợt tới này mới có. Đợt này là vẫn là đang là cho con hậu duệ của lau hết. Lau 2 lần thì mới quay lại kinh. Chơi hầm hè đấy. Ghê gớm phết đấy. Hai thằng này có một thằng đực qua, đúng không? Xem nào. Ghê gớm quá, đúng rồi, chính xác. Đực đang bị cái ở đây à? Đi bắt nạt con khác. Đực đấy, đang nhảy lên đấy. Hừ hè ấy, một mình là đực thôi. Có vẻ là đang muốn làm con đàn anh đàn chị ở trong đàn. hai con cái nối nhau. Hi nhu. Ok, mọi người ai mà quan tâm cho con thì cứ liên hệ trại qua số điện thoại Zalo 0901 008 234 nhé. Cọc với Bắc Hà đợt này rất đẹp, nhanh luôn. Bắc Hà thì Bắc Hà trắng, cọc là cọc vàng. Lớn lên là bọn này cọc và đứng lớn lên là vàng hết nhé. Ok, xin hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Mọi người mà thấy cún sinh thì cho xin một like video, và có góp ý gì thì để lại bình luận cho trại nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.